quý vị năm 2021 cùng với cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, hội viên hội cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh đã có nhiều đóng góp đáng kể cho thành tích đẩy lùi giặc Covid-19 ra khỏi cộng đồng. Chuyên mục cựu chiến binh kỳ này, mời quý vị cùng gặp gỡ người cựu chiến binh dân tộc Chăm ở ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tây Châu. Ông vừa được hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Tây Ninh biểu dương vì những đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2021. Mời quý vị cùng gặp gỡ cựu chiến binh Abdon Roman. Cựu chiến binh Abdon Roman, sinh năm 1959 tại Phum Xoài, xã Châu Phong, nay thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Năm 1978, Abdon Roman tham gia dân công quả tuyến làm nhiệm vụ tải súng đạn cán thương binh và thu chiến lợi phẩm, phục vụ chiến dịch biên giới Tây Nam, bảo vệ bờ cõi tổ quốc. Tháng 1 năm 1978, Quỹ ban Nhân dân xã Châu Phong cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ dân công quả tuyến cho Abdon Roman. Ngày 27 tháng 10 năm 2016, Abdon Roman được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chứng nhận tham gia dân công quả tuyến, được hưởng chế độ theo quyết định số 49 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Rời đất An Giang năm 1999, người cụ binh dân tộc Châm Abdon Roman cùng gia đình di chuyển đến lập nghiệp ở ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Mấy chục năm gắn bó với đất và người Tây Ninh, Abdul Rahman luôn thể hiện mình là người năng nổ, nhiệt quyết với các phong trào, các cuộc vận động của mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là hội cựu chiến binh ấp Hội Thanh, nơi ông đảm trách nhiệm vụ phó chủ tịch hội. Năm 2010, khi tỉnh Tây Ninh thành lập ban đại diện cộng đồng hồi giáo Islam, cựu chiến binh Abdul Rahman tham gia thành viên ban đại diện và hoạt động tích cực hiệu quả cho đến ngày hôm nay. Trong nhiệm kỳ 2015-2020. Abdul Roman được ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh khen thưởng. Đối với hoạt động của địa phương, liên tục từ năm 2014 đến năm 2021, cựu chiến binh Abdul Roman được Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân xã Tân Hội khen thưởng vì thành tích phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng cho địa phương. Quá trình sinh hoạt hội cựu chiến binh Abdul Roman luôn giữ vững khí chất người quân nhân cách mạng, phát huy phẩm chất tốt đẹp người bộ đội cụ hồ gương mẫu trong các phong trào, tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng là chức sắc nhà tu hành. Năm 2019, cựu chiến binh Abdon Roman được Chủ tịch ủy ban Nhân dân huyện Tân Châu khen thưởng vì thành tích trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2014-2019. Và cũng trong năm 2019 này, dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu. Ở Tây Ninh, dưới sự vận động của mặt trận tổ quốc và sự hướng dẫn của ban tôn giáo dân tộc sở nội vụ tỉnh tây ninh Abdul Roman tuyên truyền trong cộng đồng dân tộc chăm về khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về các quy định của nhà nước trong phòng chống dịch bệnh, nâng cao ý thức bà con người dân tộc chăm trong việc ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch COVID-19. Thì bản thân tôi được hiểu biết về theo cuộc họp của chứng binh hàng hàng kỳ được nắm rõ với chủ trương đảng chính sách nhà nước và kinh tế xã hội của cụ chiến binh kinh tế giỏi sản xuất giỏi à, lao động giỏi à, rồi à, là tấm gương đi đầu để con con em noi theo à, người cụ chiến binh cụ hồ làm tốt nhiệm vụ à, rồi công tác với ban ngành liên quan với xã ấp với phần Covid-19 này bùng phát bất ngờ theo cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ được toàn bộ ra quân giữ chốt cùng anh em cụ chiến binh lực lượng dân quân tự vệ dân phòng công an tích cực cùng công tác chung để kiểm soát cái dịch bệnh đừng cho lây lan rồi sau cùng hỗ trợ cho y tế xét nghiệm test rồi sau đó cùng các chính quyền địa phương như ngoài xã, huyện do cấp quà cho rau củ cho bà con là đảng quỹ, ủy ban xã Tân Hội, các ban ngành hỗ trợ và các mạnh thường quân hỗ trợ cho quà bà con rất là mừng khi mà lúc mà bình dịch gặp khó khăn được chính quyền địa phương giúp đỡ bà con rất là vui phấn khởi và nhờ biết ơn đảng nhà nước rất quan tâm cho bà con dân tộc được cái hiểu được cái tình đoàn kết giữa bà con dân tộc với cho chính quyền địa phương rất là sâu sắc chúng tôi là cũng như là đảng quỹ quỹ ban nhân dân xã tân hội là rất là tự hào về đồng chí là Abdo Roman đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng đó, bản thân đồng chí cũng là hội cựu chiến binh đồng chí tiên phong gương mẫu đi đầu không ngại khó khăn trong những cái lúc tình hình mà dịch bệnh căng thẳng của cả nước nói chung cũng như là tỉnh tây ninh mà nói riêng đó là gặp rất là nhiều khó khăn về vấn đề là, là là sinh hoạt mà cuộc sống bình thường như là ăn uống gì vậy đó nhưng mà ở cấp trên cũng như các cái đoàn mạnh thường quân đã về hỗ trợ kịp thời thì đồng chí là đã tình nguyện là chia cho từng người từng người là là đầy đủ không có thiếu một cái gì hết từ là những cái sinh hoạt nhỏ nhất và bình thường nhất cũng là tiếp đến tay với bà con kể cả ở cộng đồng cũng như là vô khu tập trung cách ly tập trung ở đó, đồng chí đối với đồng chí Abot Roman là là chi hội phó hội kiều minh ấp hội thành xã tân hội huyện tân châu tỉnh tây ninh trong những năm qua đồng chí luôn tích cực tham gia các phong trào của hội đặc biệt là phong trào cựu chiến binh gương mẫu đồng chí đã thể hiện một hội viên cựu chiến binh và thực hiện tốt cái bản chất truyền thống bộ đội của Hồ tham gia đầy đủ các phong trào và làm gương cho các hội viên làm theo. Đặc biệt trong dịch chống Covid 19 trong cộng đồng người chăm ở cái tổ của đồng chí đã nhiễm bệnh và phải phong tỏa, đồng chí đã tự giác tích cực vận động bà con tham gia chống dịch và vận động mạnh thường quân để giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn khi chống dịch đồng chí bị nhiễm covid đồng chí đã tự giác đi cách ly để cho mọi người nói theo trong quá trình thực hiện uh, nhiệm vụ của đồng chí đã là một tấm gương sáng cho cán bộ hội viên nói theo đồng thời cũng là cái gương cho cộng đồng người chăm uh, để rồi chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhà nước chúng tôi đánh giá cao về cái công lao và cũng như cái thành tích của ông chí đã góp phần à, cùng với địa phương à, trong cái chống dịch và cũng như có phong trào đảm bảo an sinh xã hội của địa phương là một người cựu chiến binh luôn luôn làm gương cho con cháu và xóm giềng dân tộc được hiểu biết hơn chính sách đảng nhà nước cùng tiến lên xây dựng đất nước được giàu đẹp mạnh hơn và thành công tốt đẹp với vai trò cựu chiến binh là người đại diện trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, Abdul Roman góp phần tô thấm hình tượng người bộ đội cụ hồ trong lòng bà con dân tộc chăm bằng những việc làm ý nghĩa thiết thực của mình. Mới đây nhất, năm 2021, cựu chiến binh Abdul Roman được Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Tây Ninh biểu dương về những đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Tây Ninh. Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên mục cựu chiến binh của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.